sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề thi đua yêu nước. Bác Hồ là người khởi xướng và kiến tạo thành công phong trào thi đua yêu nước Việt Nam. Người đã từng nói, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào Nam Trà My, phong trào thi đua luôn được hưởng ứng và thực hiện quyết liệt. Chính tình yêu quê hương mãnh liệt nên mỗi nơi, mỗi người, mỗi ngành đều có cách thực hiện phong trào thi đua riêng biệt. Nhưng tất cả đều mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để cho vùng quê Nam Trà My chuyển mình phát triển đi lên từng ngày. Và kết quả cho thấy phong trào thi đua ở địa bàn còn nhiều gian khó này tạo được sức lan tỏa rộng rãi khi mà nhà nhà thi đua, người người thi đua cùng nhau lao động tốt, học tập tốt để đưa Nam Trà My nhanh chóng vượt khó, phát triển bền vững. Phong trào thi đua làm kinh tế giỏi được đông đảo bà con nông dân trên địa bàn huyện nhà hưởng ứng tích cực. Theo đó, tất cả quỹ đất trống được đưa vào nuôi trồng bằng những mô hình hiệu quả nhất. Bà con các xã vùng thấp đã tận dụng đất nương nà, có thế nước tưới để khai hoang đưa vào sản xuất hai vụ trên một năm. Những nà đất rải được thâm canh, tăng vụ với các giống hoa màu có năng suất cao. Nhờ đó mà tổng sản lượng lương thực cây có hạt toàn huyện đạt 4.826 tấn, giúp bà con no ấm quanh năm. Không chỉ thế, bà con nông dân trên địa bàn huyện còn thi đua phát triển kinh tế hộ bằng nhiều mô hình cho thu nhập cao khác như chăn nuôi gia súc có chuồng trại, trồng cây nguyên liệu trên đất trống đồi trọc, tăng gia sản xuất rau màu, đào ao thả cá, cải thiện bữa ăn và tăng thêm nguồn thu gia đình. Đặc biệt, năm 2017, bà con nông dân đã thi đua tích cực trồng cây dược liệu, tạo đà cho nền kinh tế dược liệu mũi nhọn ở huyện sớm hình thành và phát triển. Bà con đã tranh thủ sự hỗ trợ rất thiết thực từ nhà nước để đưa các loại giống cây dược liệu vào trồng trên đất lâm nghiệp như sa nhân tím, giảo cổ lam, dỗi xanh, sâm nam, đương quy với số lượng 545.700 cây giống. Chính phong trào chung sức thi đua lao động sản xuất đã góp phần đưa cây dược liệu ở Nam Trà My phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tiến tới hình thành thủ phủ dược liệu của cả nước. Các mô hình này đã đem lại nguồn thu rất lớn cho các hộ gia đình từ chỗ nghèo đói vươn lên thoát nghèo và làm giàu nhanh chóng. Có những mô hình trồng và kinh doanh cây dược liệu cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm. Phong trào trồng cây chuối móc cũng lan tỏa mạnh mẽ ở hầu hết khắp các bản làng. Năm 2017, bà con huyện nhà trồng mới 36.200 cây chuối móc theo phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình giảm nghèo các xã với tổng diện tích trên 30 ha. Ngoài ra, nhân dân tự phát triển trồng trên 180 ha, tương ứng 380.000 cây, góp phần đưa diện tích chuối móc tăng lên 212 ha, đạt 106% kế hoạch đề ra. Thống kê từ hoạt động giao thương cho biết, bình quân mỗi tháng, bà con xuất ra bên ngoài hơn 4.000 buồng chuối móc với doanh thu hơn 150 triệu đồng. Phong trào nhân dân thi đua trồng quế Trà My đang được tăng về số lượng, rộng về diện tích. Đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã phát triển trên 1 triệu cây, đạt 104,13% so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, nhà nước hỗ trợ hơn 800.000 cây, nhân dân tự gieo trồng phát triển 240.000 cây. Đặc biệt, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ra nghị quyết số 40 về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025 với những ưu đãi hết sức thuận lợi cho cây quế sinh sôi. Giờ đây, cây quế Trà My đang được khôi phục về diện tích và giá trị cũng đã tăng dần theo từng năm. Như vậy, với những cơ chế rất thông thoáng đang tạo đà mạnh mẽ để cây quế Trà My tham gia vào chuỗi giá trị tăng trưởng kinh tế ở Nam Trà My và hình thành thủ phủ quế của miền Trung Tây Nguyên. Năm 2017, phong trào nhân dân thi đua trồng sâm ngọc linh để làm giàu được nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng mạnh mẽ. Nhận thấy giá trị siêu lợi nhuận của cây sâm nên bà con các xã vùng cao đã hăng say thi đua mua cây giống về lập vườn dưới tán rừng để trồng sâm. Cây sâm bây giờ không chỉ sinh trưởng trên vùng đất Trà Linh mà đã được bà con các xã Trà Căng, Trà Nam, Trà Dân, Trà Giòn mở rộng đến những khu vực có khí hậu thổ nhưỡng thích hợp. Đến nay, tổng diện tích trồng sâm trên địa bàn Nam Trà My đạt 1.200 ha, thu hút gần 1.000 hộ đồng bào phát triển. Từ ngày huyện nhà tổ chức các phiên chợ sâm hàng tháng cho thấy, lượng tiêu thụ cây sâm ngọc linh, các sản phẩm dược liệu đã được tăng trưởng rất nhiều. Bà con trồng sâm đã đưa sản phẩm xuống tận nơi để bán cho khách và góp phần quảng bá giới thiệu về loại dược liệu quý nhất Việt Nam đã được công nhận là sản phẩm quốc gia. Cây sâm giờ đây thực sự đã đem lại giàu sang cho dân làng.
sông Ngọc Linh, sông Việt Nam còn là cây mũi nhọn để thúc đẩy kinh tế Nam Trà My tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm đến. Do đó, phong trào thi đua trồng sâm làm giàu của nhân dân trên địa bàn huyện cũng đã và đang góp phần làm giàu cho vùng quê nơi rễ cao này. Rồi cho nuôi buôn bán ở nhà thì giá cả thì không ổn định. Thì nhân đây thì bà con trên xã Trà Linh đem sâm xuống để bán trong hội chợ. Mong rằng giá cả được ổn định để bà con làm ăn ngày càng phát triển hơn. Chính nhờ phong trào thi đua trồng sâm lan tỏa rộng rãi ở các xã vùng cao mà giờ đây cuộc sống bà con đã đổi thay rõ nét. Nhà nhà làm giàu, người người làm giàu. Nhà cửa vật dụng gia đình nhân dân được sắm sửa khang trang, bộ mặt làng nóc đổi thay hẳn lên. Hiện tại phong trào trồng sâm Ngọc Linh trong nhân dân vẫn đang được nhân dân chú trọng ưu tiên phát triển hàng đầu. Năm 2017, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bố trí sắp xếp khu dân cư cũng được đông đảo cán bộ và người dân thi đua thực hiện quyết liệt. Đã có 14 khu dân cư được khởi động trong niềm phấn khởi của đồng bào, bà con đã mạnh dạn đăng ký tham gia vào đề án. Vì biết rằng phong trào này mang ý nghĩa rất lớn trong việc định cư lâu dài cho mỗi gia đình, mỗi làng mạc. Không chỉ thế, trong quá trình triển khai san nền đất, rào vườn, làm chuồng trại, bà con cũng luôn đoàn kết giúp nhau ngày công lao động để đảm bảo tiến độ trước mùa mưa năm nay. Thực tiễn cho thấy, phong trào thực hiện đề án sắp xếp khu dân cư được hầu hết bà con đồng tình tuyệt đối. Bà con luôn hưởng ứng và biết tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên để sửa sang lại làng mạc, nhà cửa cho khoa học, khang trang, ngăn nắp hơn. Trong quá trình triển khai, nhiều hộ gia đình cũng nhiệt tình hiến đất đai để bà con làng xóm có đủ diện tích làm nhà cửa, vườn tược theo đúng quy hoạch. Ở đây thì tôi là người có đất đai thì tôi không lấy đồng tiền đồng bạc ở đây. Con cháu mình thì cho vô xóm đây là tê vui ta rồi. Phong trào thi đua quy hoạch xây dựng khu dân cư mặc dù chỉ mới triển khai được một năm nhưng cho thấy sức cuốn hút mạnh mẽ đối với người dân. Điển hình như việc thực hiện khu dân cư khai chữ, mặc dù không nằm trong quy hoạch, không được bố trí vốn từ đầu năm, nhưng trong điều kiện hết sức nóng bỏng do thiên tai gây ra, thì cánh đồng khai chữ heo hút ngày nào giờ trở thành điểm dân cư đông đúc và khang trang nhất xã Trà Văn. Nét riêng của khu dân cư này là thời gian thực hiện rất ngắn, sự đồng hành của người dân và các cấp chính quyền luôn theo sát nhau, sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng quân đội chủ lực, quân sự địa phương, đặc biệt là tấm lòng đoàn kết, sẻ chia của bà con khe chữ khi đã hiến rất nhiều diện tích đất đai để làm nền nhà cho gần 100 hộ gia đình định cư lâu dài. Ở trên kia bị sạt lở, không được ở. Xuống đây làm nhà định cư lên căn. Bố hiến đất là cho bà con ở. Giúp đỡ với bà con. Sự đồng tình của hơn 20 hộ đã hiến đất cho dân về đây là cơ bản là như vậy. Chúng ta đã giải quyết được một việc là đưa dân từ nơi bất an toàn sạt lở về nơi mà chúng ta chọn là an toàn. Không chỉ chung sức thi đua sửa làng, dựng nhà mới mà đồng bào Nam Trà My còn hăng say hưởng ứng phong trào làm đường bê tông để đảm bảo đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Bà con các khu dân cư đã chung sức thi đua vận chuyển nguyên vật liệu do nhà nước hỗ trợ để tự tổ chức làm đường liên nóc, liên gia. Những ngôi làng mới giờ lại có thêm những lối đi bê tông sạch sẽ, càng thể hiện thêm sự văn minh, thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày của bà con nhân dân. Qua phong trào thực hiện bố trí, sắp xếp lại dân cư, cho thấy có những đổi thay tích cực từ nhận thức cho đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của bà con nhân dân. Đây chính là bước đột phá và cũng là tiền đề quan trọng để Nam Trà My nhanh chóng thực hiện mục tiêu ổn định các khu dân cư cho nhân dân sinh sống lâu bền. Để chống lại nghèo đói, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện đã hăng hái thi đua cùng nhau đăng ký thoát nghèo bền vững. Cùng với các chính sách hỗ trợ tạo đà thoát nghèo từ phía nhà nước, cũng như sự đồng hành vào cuộc giúp đỡ của toàn xã hội, thì bản thân các hộ nghèo ở huyện nhà cũng nêu cao ý thức trách nhiệm, tự tìm cho mình con đường thoát nghèo bền vững nhất. Họ thi đua lao động sản xuất để tạo ra nhiều của cải vật chất, tái đầu tư từ tài sản dành dụm được để mở rộng quy mô.
nhiều hộ nghèo cũng tỏa sáng nghị lực thi đua khi quyết tâm chống lại đói nghèo bằng những cách làm hay và sáng tạo. Bà con biết tận dụng lợi thế kinh tế từng vùng miền để thực hiện đem lại hiệu quả cao. Xuất hiện các mô hình như chăn nuôi theo hướng khoa học với số lượng lớn, đi công đổi cây giống để phát triển kinh tế hộ gia đình, hay như vay các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại, hoặc mua máy móc hiện đại để phục vụ việc tăng gia sản xuất. Năm 2017, qua một năm thi đua đẩy lùi nghèo đói, toàn huyện đã có 592 gia đình đã thoát nghèo bền vững, góp phần đẩy tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 56%. Điều đó đã minh chứng cho sự cần cù chịu khó vươn lên của bà con nhân dân khi được nhà nước đồng hành hỗ trợ quyết liệt. Có thể khẳng định rằng hiện nay phong trào thi đua giảm nghèo bền vững đang rất sôi nổi rộn ràng ở hầu hết các bản làng. Bà con đã thoát nghèo thì chăm lo làm giàu. Những hộ còn khó khăn thì mạnh dạn đăng ký để thoát nghèo bền vững. Đây là động lực lớn để toàn huyện Nam Trà My giải bài toán đói nghèo và tiến tới xây dựng quê hương phát triển bền vững. Chắc chắn rằng với sức lan tỏa rộng rãi từ phong trào thi đua cùng nhau xóa bỏ nghèo đói, không lâu nữa Nam Trà My không chỉ thoát khỏi huyện nghèo mà còn trở thành địa phương phát triển năng động ở vùng Tây Quảng Nam. Năm 2017, ngành dân vận Nam Trà My để lại dấu ấn lớn khi được bình xét dẫn đầu khối thi đua dân vận miền núi của tỉnh. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được chú trọng. Ngành dân vận làm tốt vai trò tham mưu của hệ thống dân vận, mặt trận, các hội và đoàn thể nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Không ngừng nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vận động các cấp, đoàn viên và nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào hành động cách mạng và phong trào thi đua trong hệ thống dân vận được triển khai và thực hiện rộng khắp, mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng bộ huyện giao. Đạt được thành tích đó là nhờ toàn ngành dân vận thi đua giữ vững được truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, vận dụng một cách đúng đắn đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào thực tiễn công tác. Tinh thần tự lực, tự cường, cần cù lao động của đồng bào trên địa bàn huyện đã tiếp thêm sức mạnh cho công tác dân vận được thực hiện thắng lợi ở mọi địa phương, mọi mặt trận. Công tác dân vận chính là vận động nhân dân, khi mà nhận thức của bà con ở Nam Trà My còn nhiều hạn chế, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến các phong trào thi đua khác, thì chính sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của công tác dân vận đã góp phần rất lớn trong việc thu hút, tập hợp quần chúng nhân dân hưởng ứng đồng hành với cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng, phát triển quê hương giàu mạnh. Cùng với đó thì công tác dân vận huy động nguồn lực bên ngoài để giúp đỡ cho quê hương cũng góp phần quan trọng để tháo gỡ những gian khó cho đồng bào. Điển hình nhất là việc dân vận để thu hút cán bộ, chiến sĩ quân đội về với dân làng hàng năm để cùng ăn, cùng ở, giúp đỡ bà con làm đường giao thông, phát triển kinh tế. Hay như nổi trội nhất là đợt dân vận giúp nhân dân xã Trà Văn với số lượng gần 600 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ bà con ổn định làng mạc, nhà cửa sau thiên tai. Nhờ đó mà đã góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, chăm lo phát triển kinh tế để thoát nghèo nhanh và bền vững. Một khi phong trào thi đua dân vận khéo được thực hiện cả diện rộng lẫn chiều sâu thì hiệu quả đem lại rất tích cực, góp phần định hướng đồng bào theo các chủ trương của Đảng, nhà nước và đặc biệt là hăng hái thi đua đẩy mạnh các phong trào yêu nước ở địa phương. Năm 2017, ngành văn hóa thể thao huyện nhà tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trong phong trào thi đua khối miền núi 2 năm liền. Nhờ làm tốt công tác thi đua yêu nước quyết liệt nên ngành đã gặt hái được những kết quả rất đáng ghi nhận, như thực hiện công tác tuyên truyền trực quan sinh động gắn với tuyên truyền lưu động từ huyện đến cơ sở. Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ được đầu tư kỹ lưỡng, tạo dấu ấn trong lòng người xem. Trong đó nổi bật nhất là lễ hội Sâm lần thứ nhất năm 2017 với những chương trình hết sức nổi bật, thu hút hàng nghìn du khách đến tham dự. Cạnh đó, các chương trình giao lưu văn nghệ nhân dịp lễ Tết và tại các phiên chợ Sâm hàng tháng cũng được đầu tư tổ chức công phu, phục vụ nhân dân giải trí tinh thần. Ngành văn hóa cũng thi đua tổ chức tốt các hoạt động thể thao. Trong đó, điểm nhấn của năm 2017 là đại hội thể dục thể thao cấp huyện lần thứ tư, tạo sân chơi thể hiện năng khiếu và khuyến khích đồng bào rèn luyện sức khỏe.
ngành cũng đã quy tụ các vận động viên tiêu biểu tham gia các giải ở tỉnh và đạt nhiều thành tích cao, khẳng định được tài năng thi đấu của vận động viên từ vùng sông Ngọc Linh. Ngành văn hóa thể thao huyện đã không ngừng thi đua đổi mới cả về nội dung và hình thức. Hoạt động văn hóa văn nghệ được chú trọng tổ chức không chỉ tại trung tâm huyện mà còn phục vụ đến tất cả các địa phương. Các giải thể thao được tổ chức thường xuyên đã tạo nên phong trào luyện tập sôi nổi trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã phát hiện nhiều vận động viên có năng khiếu. Công tác xã hội hóa thể dục thể thao được chú trọng với việc tham gia của nhiều cơ quan ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Từ những nỗ lực thi đua trong hoạt động chuyên môn, ngành văn hóa thông tin thể thao được bầu chọn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cụm thi đua chiến huyện miền núi năm 2017. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện trong năm 2017 có bước xoay chuyển tích cực. Phong trào thi đua quyết tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh toàn diện được quan tâm hàng đầu. Qua đó, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trên tất cả các phong trào thi đua yêu nước ở huyện nhà. Đến nay, huyện có 43 tổ chức cơ sở đảng với 1.690 đảng viên đang sinh hoạt. Các tổ chức cơ sở đảng luôn được củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng việc hoạch định chiến lược phát triển từ huyện đến cơ sở. Thông qua các đợt sinh hoạt, tổ chức đảng còn phát động nhiều phong trào thi đua để quần chúng hưởng ứng thực hiện. Đội ngũ đảng viên ở huyện được xây dựng đạt 3 chuẩn, đó là chuyên môn, chính trị và trách nhiệm. Đảng viên ở các cơ quan, đơn vị thì ngồi việc gương mẫu thực hiện chức trách được giao, còn thường xuyên xuống cơ sở để vận động nhân dân nâng cao nhận thức thoát nghèo, loại bỏ ý chí trông chờ ỷ lại, đồng hành cùng nhân dân thực hiện các phong trào thi đua. Đảng viên ở cơ sở luôn tiên phong đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, tiến bộ. Nhiều phong trào lớn được thực hiện phát động như xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sắp xếp khu dân cư, phát triển cây dược liệu, thoát nghèo bền vững đều được đảng viên tiên phong gương mẫu thực hiện và làm gương cho quần chúng noi theo. Với cách làm mới hết sức cụ thể, quyết liệt trong công tác cán bộ, ngành tổ chức đảng ở Nam Trà My đang phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đối với quần chúng nhân dân. Đây chính là tiền đề rất quan trọng để vận động, tập hợp quần chúng đoàn kết, gắn bó, nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua ở cơ sở. Trong đó, nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo cho bà con được đặt lên hàng đầu và cũng là một trong những tiêu chí để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời tăng cường sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với đảng ta. Thực hiện những thành quả đó, nay năm 2017, ngành tổ chức Nam Trà My được tỉnh Tuyên Dương tặng cờ dẫn đầu về phong trào thi đua xây dựng đảng. Thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đã góp phần thay đổi diện mạo quê hương Nam Trà My. Từ đội ngũ cán bộ cho đến nhân dân, đâu đâu cũng thấy lao động tốt, sản xuất tốt. Kết thúc phong trào thi đua yêu nước năm 2017, toàn huyện có 75 tập thể và 322 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng nhờ có những thành tích thi đua xuất sắc, góp phần vào sự thành công chung của toàn huyện. Bước sang năm 2018, năm mà quê hương Nam Trà My đang đón rất nhiều vận hội mới để bứt phá, chuyển mình đi lên. Đòi hỏi phong trào thi đua phải được lan tỏa thường xuyên và sâu rộng để người người thi đua, nhà nhà thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Từ đó sẽ xây dựng một Nam Trà My vững mạnh toàn diện.